Em xin chào anh em nha. Trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con máy nén khí công trình nha anh em. Đây con này còn rất là đẹp luôn. Để em quay cho anh em xem. Đây con này nó chạy được 1959 giờ nha anh em. Đó. Con này là áp nó là được 8 kg. 8 kg là an toàn nha. Đó, chạy là khi chạy anh em chạy garanty là nó bật cái phá này nằm ngang là chạy garanty nha. Khi mình bật qua đây là khi mình xài hơi là bắt đầu máy nó tự động lên ga nha anh em. Đây, tình trạng nó đây. Đi qua mấy đây là. Qua mấy đây nè. Con này còn zin nguyên bản nha anh em. Chưa có đụng chạm gì tới luôn. Đây. Cục máy này đây. Nó chạy con máy Yamaha nha anh em. Máy còn rất là đẹp luôn. Máy sáng tròn. Đó, máy này là chưa đụng tới con ốc nha. Đây, để em coi cách nước tới rồi. Con này là nước giải nhiệt, còn nước giải nhiệt mà xanh dần luôn anh em. Nước giải nhiệt xanh là của bên Nhật luôn nè. Đây, anh em thấy cái bô nó không? Bô còn trắng phao nè. Nếu mà nó chạy thời gian chạy nhiều quá là nó cháy là nó xét rồi nha anh em. Con này về không nó không có bình nha anh em. Em lấy cái bình của em để vô em test thử nè. Nhớ còn trong veo luôn. Chạy mới có 1000 mấy rồi nhớt làm gì đặt. Tính ra chạy chưa hết của đai nữa. Rồi. Có cái thước không ta? Lấy thước đo thử chiều dài bị ngang như nó nhiêu. Đây. Con này chiều dài của nó là 1m2 nha anh em, đây nè. Đó. Con ngang nó là được 70 nha anh em. Đây. Con này chiều cao nó là 90 nha. Đây chiều cao nó 90. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con nén khí công trình này thì liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em. Rồi, để em test chạy thử nha. Đây, đề đây.
chìa khóa đó đây. Đó, khi bật lên là nó cháy đèn đỏ anh em, khi chạy lên là nó tắt hết, là mình cái máy không có lỗi nha. Đó, đó anh em chạy thấy không, máy cái bô chạy sực con. Đây hơi, đây cái quanh hơi nè. Là máy tự động rút ra anti nha. Đó, nó xuống ra anti là nó nằm 8 7 7 ký mấy 8 ký á. Cái này là chạy cái mình chạy ra tự động nha. Khi mình bật lên đây á, thì máy nó vẫn chạy, còn chạy ra hơi lớn nè. Còn mình bật về đây là mình phá quanh là máy tuột xuống ra nhỏ nha nè. Đây mình phá lại nè, đó. Đây, mở ra nè. Gió thổi. Rồi thôi tắt đi. Rồi nó thổi cũng ba cái điện thoại luôn. Đó, anh em thấy không? Xả cái lỗ hơi ba lớn đây. Mà áp nó lên nó là 6 ký mấy 7 ký anh em. Đó hơi rất là mạnh luôn. Đó anh em nào có nhu cầu sử dụng con này thì alo em